Xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác làm bài mồi ủ chua từ A tới Z, từ A tới Z luôn các bác nhé. Vì em thấy nhiều bác đặt ra nhiều câu hỏi quá, với lại nhiều bác cũng bảo là hôm nay tiếng nói nó không được rõ nên là không hiểu cái bước này làm như thế nào đấy. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu, từ cái quy trình em nấu mồi tới quy trình ủ chua nhé. Hôm nay em hơi ốm, với giọng rất là khàn, qua thông cảm nhé. Đây, em nói các bác rồi, bài mùi rất đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Đấy, bài hai nguyên liệu thôi. Thế ra các bác nhiều nhiều bác thế trên mạng đấy làm rất nhiều bài mùi, thì em có học theo là bài mùi đánh chép ấy thì thường hay cho khoai vào mới nhiều thứ lắm, thì em về cũng làm theo. Thế là em mới thấy là khi mình bóp bóp khoai vào như vậy mới các gia vị vào đấy thì thấy mùi nó cũng bình thường lắm, mà giá vô cùng đắt đấy các bác. Bây giờ 30.000 một cân khoai các bác mà bóp thì chỉ câu một ngày là đã hết rồi đấy. Mà với 30.000 của em nhé, đem mua 20.000 này, em làm em ủ cái này em phải câu đến trung bình em câu khoảng một tuần, một tuần em mới hết tương đêm mồi đấy. Bởi vì mồi này nó mùi nó rất là lan tỏa rất là nhanh ấy, mình không cần phải nhiều mồi quá đâu là cá tới rồi. Ngày xưa em mới học làm mồi ấy, em cũng chơi toàn khoai, thế mất bao nhiêu tiền cuối cùng này, cá cũng nên để đẻ lắm các bạn ạ. Nhưng mà mãi đến một hôm thì có cái bác ấy bảo là làm bài mồi thông ngâm ấy, bài mồi chua đấy, thì hôm nay bác cũng chỉ giáo cho vài đường. Thế về sau này em cũng có làm thử bài mồi thông ngâm bỏ vào đất sét nhưng mà thấy cái quả nó không hiệu quả lắm, thế về em mới tự nghĩ ra cái bài mồi này. Em câu thử thì thấy từ đấy là thấy câu rất hiệu quả, mà đi vác cái bài mồi đi câu bác rất tự tin luôn nhé, không bao giờ sợ là cá nó có ăn mồi không. Bởi vì cái lần đầu tiên các bác mà làm mồi bao giờ cũng có tâm lý là cá nó không cắn ấy thì sợ là chắc là mồi mình nó không ăn, chứ không phải là hôm nay cá không ăn, đúng không? Đấy, nó có tâm lý. Em vài lần như vậy em chán làm mồi luôn. Thế là, từ ngày nào cái bài mồi ra ấy thì vác đi tự tin, đặt đâu là cá cắn luôn rồi đấy. Thôi không làm nhảm nữa, giờ em làm mồi cho bác xem nhé. Đây, em có một cân cắm gà hay là cái cắm trứng đấy bác nhá. Ngô, nhiều bác có bảo đây ngô gì, quá các bình luận bảo đây là ngô xay hay là cái cắm ngô, thì em bảo hai cái đấy nó là một quá nhá, ra ngoài tiệm nó có bán mà. Đấy, bây giờ hai cái này, một cân ngô với một cân cắm gà hay cắm trứng này, các bác cho vào đun sôi nha em, vào đun tới khi cạn nhá. Bây giờ em phải ra kiếm cái gì em đổ ra không, nó vương hết ra nhà tí về vợ nó thịt ra mất rồi. Ok, bây giờ mình cho nguyên liệu vào quá nhá. Để cắm gà này, đây em phải nấu hai mẻ đấy, bởi vì nấu một mẻ nó nhiều quá nó cháy ở bên dưới, còn bên trên này nó chưa chín. Các bác nào ở nhà có cái nồi to thì chơi con mẻ lớn được. Em cứ mỗi lần em làm chỉ là một cân ngô cân cắm gà là em đủ công một tuần rồi. Cái này các bác trông cái này nó nở ra nhiều lắm nha, cho một hũ đi thoải mái luôn. Đấy, một cái mình nở ra. Rồi, cái này là mẻ tiếp theo. Nguyên liệu này nó khô quá nên là nó hút nước rất là ác nhá. Thì bác cho vào, các bác nhớ phải đảo đều đi, không phải chỗ khô chỗ nước chỗ không ấy. Cho này cũng hơi nhiều quá, cái chảo mình nó cho cái chảo rộng này nó bay hơi quá nhanh. Các bác cứ cho tới khi nào mà nước thấm đều hết các nguyên liệu nhá. Rồi cái đũa đấy các bạn. Rồi thấm đều hết vào nguyên liệu này nhé, các bạn quấy lên, bởi vì cái cắm gà này nó nở lắm, trông nó thế này thôi đều lúc đã nó hút hết nước này. Trong bài mồi này em thấy cái tạo hương vị chính ấy, nó chính là cái cắm gạo rồi. Cắm gạo ủ chua với cái này, còn cái này là tạo độ dẻo này, nó cũng có mùi chua rồi, nó tạo độ dẻo là chính. Đấy,
bây giờ các bác cứ đảo đều cho em nhé. Đấy này, đảo đều tới khi nó cạn. Cứ ngoáy cho tới khi cạn rồi. Có gì nhỉ? Đấy, em zoom sâu quá xem. Cái này vì em dùng cái từ nó hay cháy ở bên dưới lắm nên em phải đảo liên tục ấy, không này nó cháy mùi phê, mùi phê mất đi cái hương vị chua của nó. Các bác phải đun cho nó dẻo ra nhé, và nhớ là nên cho nhỏ lửa không nó cháy. Các bác nhìn này, em nào này, gần như dẻo này. Đun càng kỹ càng nhỏ lửa tới khi cái này nó khô dần các bác này. Đấy. Thì các bác bóp vào, các bác nhìn này, nó quyện nhau rất là dẻo luôn đấy, thì bánh luôn đấy. Nhớ là phải nhỏ lửa thôi, các bác cho to lửa nó khê một cái là mất đi luôn đấy. Đấy, nhìn này, rất là mịn, rất dẻo này. Đấy, khi nào cái này nó phải chín càng khô thì nó mới được cái như thế này nhá. Các bác hãy quên cái lần mà để phải đi câu giun đi, trước em khổ lắm, đi làm công nhân về giờ muốn đi câu cái đi câu giun khổ ơi là khổ. Đào bây giờ giun ơi, nó sắp xong cái mùa đông rồi, quá nó hiếm lắm. Đào mày đắt là cố nghĩ sao là cái bài mồi mà không mà đi câu giun đấy, thấy này nó ok nhé. Sờ khi nào các bác bóp hết sờ nó không còn dính tay nữa, lúc đấy được cái này nó chín hết, nó khô hết rồi, cái này rất là ổn, rất là ok rồi. Rồi bây giờ sẽ cho vào hũ ủ. Bây giờ thì các bác đợi em một chút, em cắt đoạn này nhé, để em đun nốt cái này xong rồi đun nốt cái nguyên liệu còn lại này, thì em cho hũ ủ một thể nhé. Em cắt đoạn đi, các bác đợi em một chút nhé, nấu nốt đoạn thịt ạ.
Rồi, em nấu xong cái mẻ tiếp theo rồi. Bây giờ em sẽ cho vào hũ ủ các bạn. Rồi. Hôm nay vì cái hũ kia nó nhỏ quá, em ủ luôn trong cái nồi này, rồi cơm điện. Đấy các bác nhé, nấu này. Cái này khi nó chín thì rất là thơm nhé. Mùi thơm của ngũ chín. Các bác thấy chưa? 20.000 thôi mà. Một đúng rồi. Này ném năng xe thoải mái luôn đấy. Nhiều báo mà câu đài mới lại câu đơn thì em nó không nói phép đấy, cái này có vài tháng không hết mồi, chỉ với 20.000 nữa câu vài tháng không hết, không phải đào run nào mới gì đấy. Trước suốt ngày đào run nó khổ là có nhìn chưa, nhiều chưa, nó nở ra mà đấy, có 2.000 thôi, 2.000 thôi thoải mái. Rồi bây giờ đến cái công đoạn ủ quá nha, thì các bác nhắn chặt không cho em. Này của em nó hơi yếu. Đó, quay nãy quay lại kìa. Đây có nhìn chưa? Thì cái là em hơi yếu cái thằng nán. Đấy, có phải nán chặt xuống nhá. Nhìn nha. Đấy. Rất là mịn. Nó nóng luôn này. Ủ nóng luôn đấy, nhiều bác hỏi để nguội ủ hay là đấy, ủ nóng luôn đấy, nhìn chưa, không hề dính tay, nấu khi nào mình sờ tay không hề dính tay thì mới là ok, chứ các bác mà để dính tay là không được đâu, nấu phải chín. Nếu bác nhìn nhá, vàng như cái khoai luôn đấy. Ok, cái này lấy quay cứ lại cả đấy, cái này nhé các bác nhá, bác phải đậy kín bằng túi ni lông hoặc túi bóng này, bác này không được để không khí vào các bác nhá, nếu để không khí vào là hỏng đấy. Đấy các nhìn chưa, xong rồi mình phải buộc dây xung quanh, cho đợi em lấy dây buộc á, nhà kiếm mãi không có dây nào nên cuốn bằng dính tạm này. Đấy, bác nhìn bắt đầu bốc hơi rồi đấy. Cái này mà các bác mà để hở một tí thôi đó, không khí nó màu vào ấy thì mồi nó rất dễ bị hỏng. Mà dính là dính này hơi khó nhỉ, kiểu cái dây buộc ở phần này dễ tốt là hơi khó đó. À, phải kiếm cái dây buộc sắt đây là riêng khó lắm. Ok, dây các bác nhà rất nhiều dây mà cái lúc đi tìm thì chả cái dây nào luôn. Một ký nó vào này, em bùng dây cước. Rồi các bác đợi em, cái này phải ủ trong vòng khoảng 5 ngày, từ 5 ngày trở đi các bác nhé. Rồi em cắt video đến đây, em đợi sau 5 ngày sau em sẽ quay các bác xem. Em xin chào cả nhà nhé. Thì hôm nay cái bài mồi của em đã ủ được một ngày các bác nhìn này.
đấy, hơi nước nó bốc lên trên này, mẹ ở trên này có nước thì đây là nước mưa vào ạ. Đấy thì có bác bảo là anh cứ đăng cái video theo từng bước ấy, thì nay em sẽ chia sẻ các bác cái bước đầu tiên của em nhá. Đấy, video này là bước đầu tiên, thì tại vì cái hũ mồi còn ủ sau 5 ngày cơ thì nó hơi nâu, thì bây giờ các bác cứ làm theo cái bước đầu tiên đi, xong các bác ủ đến trong khoảng 2-3 ngày nữa thì em sẽ ra video tiếp theo, thì cái mồi của bác nó cũng lên men rồi, thì em sẽ up tiếp cái bước tiếp theo cho các bác làm theo nhé. Đấy, bây giờ các bác làm theo em cái bước đầu tiên đi, cho mồi nấu ủ nhé. Trong khoảng 3 ngày nữa em sẽ ra video tiếp theo, rồi các bác làm theo em nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Đấy, đấy, ok rồi.